lũ xong rồi quay chút xíu nha, đang đông quá. Dạ 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 dạ. Dạ dạ. Cảm ơn anh ha. Đây là khu vườn sâm Ngọc Linh nha anh em. Ủa sâm thiệt luôn à anh? Cây sâm thôi. Dạ, cây sâm. Đây là cây sâm thiệt nha anh em. Nghe có cái thác luôn. K5. Đạt đúng không? Không phải. Anh Đạt. À. Đúng với chủ vườn sâm mà. Chủ vườn sâm hả? Đây chủ vườn sâm đây. Đây là chủ vườn sâm không đúng hả? Ở đây lâu chưa? Hôm 22 rồi. Tôi xe đang ở ngoài á. Gặp là. Coi đi đã. Đây, xong đây nha anh em.